Hello, xin chào. Rất vui được gặp mọi người trên YouTube ngày hôm nay. Let's bắt đầu nhé. Ok, ai đây ạ? Who is he? Ai đây nhỉ? Who? Ba giây nhé. Một, one, two, three, Jose nha. Đấy, Jose. Nào, tất cả đọc. One, two, three, Jose. Đọc lại. Jose. Very good. Nào, đọc lại nào. Bắt đầu. Ok. Very good. Tiếp tục nhé. Next. Jose, bây giờ là ai nhỉ? Ok, ở đây nè. This is the one. Listen first, nghe trước nhé. NBC Nightly News with Jose Diablo. Tên của anh là Diablo. Không biết viết có đúng không? Không biết đúng không? Diablo. Diablo. Đấy, tên đấy. Ok, đọc là NBC Nightly News with Jose Diablo, Saturday, October 2nd. Ok, and then 2021. Ok, mọi người bắt đầu nhé. Ok. Nightly news. Chị. À, cái màu trắng đen đông mọi người đọc lên đấy nhé. October second. Lại nhé. NBC Nightly News with Jose Diablo Saturday October 2nd 2021. Ok. Next picture nhé. Ai biết ở đâu đây? Thời gian này. One, two, three, yes. Capitol Hill. Yes. Capitol Hill. Ở đâu nhỉ? Where? Ở đâu? Where? Yeah. Lại nhé. One, two, three, tick. Washington. Turn. DC. Nào, tất cả đọc nhé. Capitol Hill. Washington DC. Đọc lại nhé. Okay. Next picture. Oh, ai đây? Who is he? Ai đây? Yeah. Ok. Anh ấy là President Biden. Yeah. President Biden. Thực ra còn thiếu. Đó. President Joe Biden. Ok. Tất cả cùng nghe nhé. Listen first. President Joe Biden working like hell to save Bill.
Nghe lại nhé. Listen again. President Joe Biden working like hell to salvage Bill. Tất cả đọc nhé. Okay, next picture. Oh, cái này à? Có thể là coffee nhé. Hoặc là tea. Còn cái này chắc chắn là news. Paper. Newspaper nhé. Nào, tất cả đọc. Coffee. Tea. News. Paper. Nào, đọc nhé. Rồi, lại nhé. Listen. President Joe Biden working like hell to salvage Bill. Okay. Tất cả đọc lại nhé. Okay. Next picture. Oh, I know. Okay. Joe Biden. President Joe Biden, okay? Yeah. President Joe Biden. Okay, President Biden. Tất cả đọc nhé. Listen, nghe nhé. I believe I can get this done. Lại nhé. I believe I can get this done. Mọi người thử nhé. Good. Next picture. Ui, lại nữa này. President Joe Biden. Rồi. Thử đọc cái này nhé. Oh, thay đổi màu đi. This one. Cái này là 1.2 trillion dollar. Nhớ nhé. 1.2 trillion dollar. Infrastructure plan. Infrastructure plan. Đây, infrastructure đây. Đó, cái này là cần cầu đây này, xây dựng ý. Ok. Lại nhé. 1.2 trillion dollar infrastructure plan. Infrastructure plan nhé. Nào, mọi người thử nhé. Very good. Next picture. My God, more money. And again, we have President Biden. President Biden. Oh, it's called cool. Nghe nhé, listen nè. 3.5 trillion plan. No. 3.5 trillion dollar plan. Oh.
Ai biết cái này là gì ạ? Ô, cái này là medical nhé. Cái này là education. Whoop. Cái này là climate change. Yep. 3.5 trillion dollar plan for medical, education and climate change. Bạn có nhìn thấy ạ? Đây là hình trái đất này, đây là Earth này, đây là nhiệt độ này. Tất nhiên rồi ạ. Nhiệt độ là đang tăng lên, temperature on the rise. Nó nóng lên này. Hot. Là cold. Cái này là Earth. Earth nóng lên nha. Ok, một lần nữa. 3.5 trillion dollar plan for medical, education and climate change. Đó. Đây, education là cái gì ạ? Đó, có nhìn thấy cái mũ à, giống như là tốt nghiệp không? Là giáo dục đấy, học tập đấy. Medical là gì ạ? Có nhìn thấy cái giống cộng không ạ? Y tế, bệnh viện này, chăm sóc sức khỏe này. Ok, mọi người thử nhé. Okay. Next picture. Oh my gosh, money. Cái này là money này. Money. Or US dollar. Money, US dollar. Ok. Cái này chắc chắn là 100 USD ấy. Ok, next picture. The White House. Oh, The White House. NBC News. Ok, anh này là Jose rồi nè. Ê, chị này là gì ạ? Ai biết tiếp theo là gì không? Ai đây? Mon Albert. Rồi, đây nè. Monica Albert. Nào, mọi người cùng đọc nhé. Monica Albert. Nào, bắt đầu đọc. White House Correspondent. Mọi người đọc nhé. Ở đâu đây? Ở đâu đây ạ? À? Ở đây đây. The White House. Nào, cùng đọc nhé. Nào, Monica Albert, White House Correspondent. Chít. The White House. Ok. NBC Nightly News with Jose Diablo. What day today? Oh, Saturday, October 2nd. Okay. The next one. Cái gì đây? Oh, nhiều người quá. Cái này là nhiều người là phụ nữ. Đấy, con gái nhiều lắm. Nhiều con gái lắm. Women. Đấy, women. Con gái prostate. Con gái protest nha. Women protesting.
Vậy họ protesting về vấn đề gì ạ? Biểu tình ấy. Chúng ạ. Biểu tình. Ok. Woman, women, women. Nếu mà nhiều con gái đấy thì đọc là women. Chứ không phải là woman nhé. Women, women, women. Women, women. Protesting. Ở đâu nhỉ? Where? Ở đâu? Where? Ok. Washington DC. Bam. Okay, so Washington DC. Okay. Nghe nhé. Women protesting in Washington DC. Cùng đọc nhé. Nhớ này nhé. Okay, lại. Họ chống lại cái gì ạ? Họ chống lại abortion nè. Abortion nè. Justice nè. Can't wait. À, thật ra thì next picture. Đây đây, đây rồi, từ từ đã, đừng lấy vội nhé. Đọc cái này nhé. Here we go. Listen. Listen nhé. Nationwide women, women nhớ nhé. Women marches protesting new abortion laws. Lại nhé. Nationwide women's marches protesting new abortion laws. Đọc nhé. Lại nhé. Picture. Đấy, women đây nè. Hey, women, 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 women. Làm gì đây? Protesting. Next picture. Đấy, thấy chưa? Women, 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 protesting. Women, protesting. Women, protesting. Women, protesting. Abortion law. Cái này là ở Texas này, họ đang chống lại với Texas nhé. Texas đang làm một điều gì đó mà khiến chị em không hài lòng. Đấy, Texas đấy. Texas đang ban hành một cái lệnh abortion law nhé. Ok, vậy lệnh này là gì nhỉ? Mà họ lại không thích như thế. Ui, woman nè. Rồi, lệnh này là đàn bà nhé. Khi mà có chữa được, không biết được mấy tuần ấy, nhưng mà nếu mà đi khám bác sĩ á, mà có thai ấy, mà khi mà thai nhi đã có tiếng, gọi là khi mà bác sĩ ấy, khi đi khám này, khi đi khám thai này, mà bác sĩ nghe thấy tiếng, cái tiếng này, hot heartbeat nhé, của em bé ở trong bụng này nè, mà bác sĩ nhé, doctor ấy, mà nghe thấy tiếng heartbeat của em bé ấy, thì người phụ nữ đó không được phá thai. Nên là phụ nữ phản đối, bởi vì họ làm sao biết được mình có thai hay không nhanh đến thế. Bởi vì nếu mà chưa gì mà có dấu hiệu của một trái tim đang
đập vào trong bụng của họ đấy. Họ không thể phát hiện sớm như thế được, cho nên là họ phản đối ạ. Thế nhưng mà cái người mà tạo ra cái dự luật này ở Texas thì cô ấy nói là đó là một sự nhân đạo. Thì Texas là ban đầu tiên ở nước Mỹ sẽ đề ra cái phong trào này, đó là chống cái việc mà phá thai của phụ nữ đấy, khi đã có sự hình thành của trái tim ấy, của em bé. Thì cái này là sự tranh cãi giữa nhân đạo này và quyền của con người, tức là quyền của người mẹ. Thì không biết đúng hay sai ạ, nhưng mà rồi chúng ta sẽ thấy. Chứ thế là tất cả mọi người đổ ra đường để đòi abortion law, không được làm cái luật này. Họ có quyền không sinh em bé nếu họ không thích, tại vì mấy tuần như vậy là quá sớm với một cái thai. Và nhiều người nếu đẻ con ra không nuôi được ấy thì họ sợ, nên là họ không thích ấy. Ok, that's it. Nên là phụ nữ đổ ra đường để chống đối. Rồi, hôm nay lại có một kết buồn nữa. A student, một sinh viên nhé. Sinh viên này là missing student nhé. Mất là mất tích là lâu rồi. Nhưng mà hôm nay thì found dead, tìm thấy đã bị chết rồi. Đấy, missing student found dead, nghĩa là một người mất tích đã tìm thấy bị chết. Rất là buồn ạ. Mọi người nghe nhé, missing student found dead. Ok, đọc nhé. Không biết tên là gì luôn. Next picture. Đây, cô ấy đây nè. Missing student. Đấy, cái body của cô ấy đã được tìm thấy ở Florida nhé. Body found ở body, cái xác được tìm thấy ở Florida nè. Missing college student nhé, là sinh viên đại học nhé. College student. Rồi, listen nhé. Body of missing college student found in Florida. Yeah. Now, now you read. Ok, chẳng vui gì cả. Rồi, đây là murderer nhé. Cái này là murderer này, hoặc là killer. Đấy, đây được tình nghi là người đã ám hại cô gái đó. Đây không phải là tên mà là hành động mà anh ấy đã làm ấy, không biết tên là gì luôn nhé. Thì sau khi hại cô ấy đấy thì anh này tự sát luôn. Suicide. Tự tử, suicide. Nên là bây giờ là cũng die rồi. Thế là hai người đây rồi nhé. Ok, listen. Murder, killer, suicide. Lại nhé. Murder, murder, killer and suicide. Một cái động nhé. Next picture, next picture. Rồi. Ai đây nhỉ? Artist. Artist nhé. Artist. Đó. Tất cả những người làm về nghệ thuật thì được gọi là artist. Ai làm nghệ thuật sẽ gọi được là artist. Nghề của họ là nghệ thuật thì gọi là artist. Như vậy anh ấy là artist. 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 Chit chit chit.
Next big job. Contractors. Cái này là contractor xây dựng ấy. Building contractor. Building contractor. Building contractor. Building contractor. Cái người đi xây nhà ấy. Nhưng mà là ông chủ nhé thì gọi là building contractor. Next picture. Đang làm gì đấy ạ? Dancer. Đó. Dancer nè. Dancer. 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 Mọi người đọc nhé. Lại nhé. Bắt đầu. Rồi. Next picture. Entrepreneur. 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 Rồi. Cái cô này nè. Là cô ấy làm về kinh doanh ấy. Business nhé. Business. Thôi, fine. Business nè. Thì tất cả người mà làm về business gọi là entrepreneur. Entrepreneur nhé. Cái từ này không biết đúng hay không. Nào, nghe nhé, listen nè. Business, entrepreneur, entrepreneur, entrepreneur. Business, 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 business. Entrepreneur, entrepreneur, entrepreneur. Yeah, đọc nhé. Next picture. Đâu đây? Ở đâu? Đi ăn thì ở đâu nhỉ? Ok. Restaurant. Restaurant. Yeah. Restaurant. 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 Nè. Ok. Next picture. Ở đâu đây nhỉ? Ở đâu đây? Houston. Houston là ở đâu biết không? Houston ở đâu nhỉ? Houston ở đâu? 1, 2, 3. Ở đâu đây? Houston ở đâu? Ở Texas. Houston, Texas nhé. Nhớ mấy cái này nhé. Ở đây là Jose. Rồi, Jose ở in Houston, Texas. Nào. Lại nhé. Next picture. Ở đâu đây? Ở đâu, ở đâu, ở đâu? 1, 2. Houston, Texas. Houston, Texas. Đẹp nha. Next picture. Ở đâu đây? Đẹp chi, đẹp chi. Vẫn là Houston, Texas. Houston, Texas. Houston, Texas. Ở trung tâm đấy thì người tôi gọi là downtown. Yeah. Đấy, đi đến trung tâm đấy thì gọi là downtown Houston, Texas. Houston viết thế nào nhỉ?
Ok, downtown in Houston, Texas, lại nhé. Downtown in Houston, Texas, lại nhé. Now you read. Lại nhé. Next picture. Kìa, construction, yeah. Mọi người còn nhớ construction build không? Construction phần đó, construction. Next picture. Whoa. Food, eat. Ăn đi. Ở đâu đây? Kitchen nha. Next picture. Anh này làm gì đây? Ai đây? Anh này đang nấu ăn. Những người mà nấu ăn đấy thì gọi là cook. Ok. Cook. The cook. Ok. The cook. Mấy người mà phụ bếp đấy thì gọi là miss. Ok. Mấy ông rửa bát đấy thì gọi là steward. Phải không nhỉ? Steward. Chắc thế. Nào, the cook. Steward. Come miss. Nào. Lại nhá. Cái này chắc là chicken. Mấy cái thịt màu trắng đấy có thể là chicken. Mấy cái thịt màu đỏ đấy có thể là beef. Chicken. Cool. Nào, beef chicken. Beef chicken. Next picture. Construction. Yeah. Next picture. Ở đâu đây? One, two, three. Houston, Texas. Bam, bam, bam. Houston, Texas. Next picture. Ai đây? Artist. Next picture. Artist. Anh ấy đang viết gì đây? Houston. Ui, tòa nhà nè. Building nè. Houston. Artist. Next picture. Houston, Texas. Next picture. Jose Diablo. And thus NBC Nightly News on Saturdays will thank you for being around. Please take care of yourself and each other. And have a good night. That's it.